sĩ, xem bài hát như thức ăn, sân khấu như nguồn nước, và tiếng vỗ tay của khán giả chính là hơi thở. Là một võ sư luôn phải ghi nhớ sự tôn nghiêm, võ đạo và thần thái. Sao có vụ thần thái ở đây nữa? Con mới tìm vô á, ngầu không con? Bà làm cái nghề gì mà người bà nhão nhẹt vậy? Ăn nói cho đàng hoàng, con trai tôi còn lớn tuổi hơn cô đó. Trời ơi trời, tôi chưa có chồng mà bây giờ có cháu luôn nè. Ôi, cô là ai mà tự nhiên tơn tơn nhà tôi vậy? Má là má của con mà. Cô là ai vậy? Tôi không biết cô. Cô đi ra khỏi nhà tôi đi. Con là Tiên Tiên. Quỷ thì có chứ tiên đâu ra. To xác như vậy bạn giết một bà già không biết nhục hả? Quan tâm là cơn lốc xoáy này nó sẽ xảy ra ở đâu đây? Tây Tạng. 10 năm. Ở đây là võ đường chứ không phải là vũ đường. Mà nhảy, ở cái là nhảy.